lời người sáng người chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bên bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời cha sẽ mãi yên hàn. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trung dương, lời người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chưa tràn cõi lòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phát-na-um tìm kiếm người. Khi đã gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông đã làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép rằng: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Bối cảnh bài tin mừng như sau. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, Chúa Giêsu đã lánh mặt đi lên núi một mình. Chiều đến, các môn đệ xuống thuyền đi sang bên kia biển hồ, còn Chúa Giêsu lát sau đó đi trên mặt biển mà đến với các ông. Hôm sau, đám đông cũng xuống thuyền vượt qua biển hồ về hướng Ca-phát-na-um để tìm kiếm người. Qua trình thuật tin mừng hôm nay, dân chúng sắp được Chúa mời gọi sống một cuộc vượt qua khác, sâu xa hơn nhiều. Đó là cuộc vượt qua từ bánh hóa nhiều đến với Đấng ban bánh ấy, vượt qua từ dấu chỉ là bánh đến với Đấng chính là bánh trường sinh. Chúa Giêsu biết dân chúng đi tìm mình chỉ vì đã được ăn bánh no nê. Có lẽ họ hy vọng sẽ được những bữa ăn tương tự. Chúa Giêsu muốn họ tìm đến lương thực trường tồn. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Chúa Giêsu nhắc cho họ, không phải Môi-se đã cho họ manna, mà là Thiên Chúa. Người bảo họ, manna không phải là bánh thật của Thiên Chúa, manna chỉ là biểu tượng cho bánh của Thiên Chúa. Bánh của Thiên Chúa chính là Đấng từ trời xuống và ban cho loài người, không chỉ sự no đủ về phương diện thể lý, mà còn là sự sống đời đời. Chính tôi là bánh hằng sống. Thật vậy, lời khẳng định long trọng của Chúa Giêsu
không một chút mông lung, mơ hồ. Một ý tưởng, một lý tưởng hay một lý thuyết thì có thể mơ hồ, nhưng một con người có danh xưng cụ thể thì không. Bánh sự sống, lương thực đem lại sự sống và là sự sống vĩnh cửu, bất hoại, chính là bản thân Chúa Giêsu. Và để đón lấy một con người, một đấng làm sự sống và lẽ sống cho mình, thì công việc phải làm là đến với và tin vào người. Như thế, liên tiếp trong 4 tuần lễ, kể từ Chúa Nhật hôm nay, phụng vụ lời Chúa, đọc lại gần như toàn bộ chương 6 phúc âm Thánh Gioan về bánh hằng sống. Đây là cơ hội để chúng ta khám phá ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể, mỗi Chúa Nhật một khía cạnh khác nhau. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là bánh bởi trời, không phải là đã rớt xuống như manna trong sa mạc. Người là lương thực chân thật cho những kẻ đói khát. Lời của Chúa Giêsu, sứ vụ của Chúa Giêsu, cuộc sống của Chúa Giêsu đều là bánh nuôi dưỡng linh hồn nhân loại đang đói khát thiêng liêng. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa và là bánh hằng sống. Chúa Giêsu chính là Môi-se mới, cung cấp bánh ăn và giáo huấn khôn ngoan cho nhân loại. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm thỏa mãn cơn đói đời đời. Người được Thiên Chúa đóng ấn là chân lý của Thiên Chúa nhập thể. Phần chúng ta để được sống trường sinh. Qua bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và cũng là nhắc chúng ta: anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Chúng ta phải nỗ lực hàng ngày mà sống thánh thiện. Sự công chính và thánh thiện chủ yếu là chết đi con người cũ để sống yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Bởi vì không ai có thể đến với Thiên Chúa hằng sống để được sống trường sinh mà không qua con đường Giêsu. Đây là con đường thực, con đường dẫn đến sự sống. Nếu chúng ta đến với và tin vào, chúng ta khao khát và sẽ được no thỏa. Đó là hành trình của tình yêu của người Kitô hữu, một hành trình vô giới hạn, không cùng. Đó là chúng ta làm cho tình yêu cất cánh càng lên cao, cao mãi trong huyền nhiệm Thiên Chúa. Như thế, mỗi lần rước lấy thánh thể, tấm bánh bởi trời trong thánh lễ, chúng ta phải cảm nghiệm được Chúa Giêsu như tâm điểm luôn thu hút chúng ta đến với người, và người cũng sẽ đến với chúng ta. Để dù chúng ta tuy nhiều người nhưng vẫn là một, một tấm bánh duy nhất, bánh của tình thương. Làm sao để chúng ta không nhận chia nhau tấm bánh thánh thể là thân mình Chúa Kitô, nhưng còn là sống bác ái yêu thương với những anh chị em túng thiếu bên cạnh, nhất là trong cộng đoàn giáo xứ.